bởi một tấm thép sử dụng đây này là hai bo mạch và âm sắc và cũng như 8 con. Vâng, em chào các bác, đây là con âm ly khủng long ở phân khúc dưới 20 của Pioneer được săn đón rất là nhiều. Nó có thiết kế hầu như là rất là đẹp nha các bác. Size của nó là 53, 54 đó. Và nó thể hiện một phong cách là khi hát nhạc, các bác sẽ có một cái đèn nước ở đây, nó chỉa ra 4 tia kỳ sang. Và đây là phần đài receiver. Đây cực kỳ đẹp luôn nha. Đây các bác có thể ngắm tổng thể đây. Em này thì đánh lo Mỹ, lo Nhật, lo Âu đều tốt, với chất tiếng cực kỳ là đỉnh tai và uy lực ở ba giải. Công suất lên tới 530W và có hệ thống lọc âm Dolby NR tích hợp trong con máy này luôn. Nếu các bác nào mình cắm trực tiếp thì mình cắm vào cái đường mạch Dolby NR này nha. Đây. Nó vô cái mạch này luôn nha. Còn cầu loa nó trang bị là 3-4 cầu loa, chạy 5 cầu điện 530W. Con này thì bên em vẫn giao các bác là 15 triệu bao ship tận nơi nha. Máy bao zin và chạy nó, em nó thì chạy là 8 sò sét nha. 8 sò sét. Tiếng cực kỳ hay, em nó thì lực đánh là không khác gì một con đẩy ấy. Các bác có thể chơi hai cặp bot hoặc là chơi hai cặp loa bass 30 và có thể ghép một con vang năng tiếng hát karaoke gia đình thoải mái. Đây mời các bác cùng xem lại mặt tiền em nó nha. QX949 nha các bác. Này những con âm ly top của hãng Pioneer dưới 20 là 939 này, 949 rồi 1010. Đấy, tất cả hộp gỗ đẹp keng hết nha các bác. Bác nào chuyển khoản đủ thì bớt 200.000 là còn lại 148 nha. Đây tổng quan phía sau anten, còn là chơi 4 kênh hay là 2 kênh này, món cho kháng là 4-16 ohm, muôn vàng cộng kết nối luôn. Đây là cái cấu hình khủng long của con 949, các bác có thể thấy nó dài đẹp. Đây là phần mạch Dolby NR, đây là phần bo công suất nha, được bảo vệ bởi một tấm thép sử dụng. Đây này là hai bo mạch và âm sắc và cũng như 8 con sò sắc nằm ở trong này. Đây là phần đài, là 4 tụ lục nguồn tăng phô đấy, tất cả dây điện sáng tròn này, các bác thấy đâu ra đó này. Máy bao zin hết nha các bác, các bác thấy những con tụ sắc nét luôn. Bác nào yêu thích con khủng long 949 này về chơi và ghép loa tiếng uy lực và keng thì alo cho em nha. Giá nó là 15, bao ship tận nơi.